Hello tất cả mọi người. Hôm nay mình mua cái trái pumpkin này hơi bự và cứng lắm để khắc để mà đi vô thi. Bữa nay làm cái pumpkin nè. Làm cái pumpkin. Đã bữa nay ngày mai là ngày Halloween. That's why cái trái này nó rất là cứng. Cứng quá làm rất là khó luôn, tại cái da của nó sần sùi gì nữa cho nên làm cứng dữ lắm, khó làm. Nếu mà mua cái trái bình thường á thì làm lẹ mà dễ nữa, còn cái trái này á khắc không có được, nó cứng nhắc à, nó cứng như là cứng, cái da nó cứng lắm. Sao làm cho xong nữa hả? Đó, cái pumpkin mới làm xong đó rất là cứng luôn, làm khó quá à. Tại cái da này nó dày quá nè, nó cứ ngắt mà làm không nổi, giờ làm đơn giản thì thôi. Happy Halloween. Đó, bây giờ xong rồi đó, nhìn cái mặt á hơi già, đem vô chỗ làm để coi có được giải không, mà năm nay có mấy người là thôi làm thôi rồi, năm ngoái đông hơn, kệ cũng cho vui thôi, chứ nhiều người ta làm hay hơn. Thank you.